Xin chào các bạn, lại là mình đây. Tuần vừa qua các bạn giao dịch tốt chứ? Video hôm nay là video số 2 nối tiếp chuỗi video nền tảng và chi tiết về phương pháp key level. Chủ đề chính mình muốn đề cập đó chính là cách xác định key level fake. Trước khi đi vào nội dung chính, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi là cách vẽ chính xác key level là như thế nào, thì thực ra nó không có cố định, nhưng đây là cách vẽ mình thấy hiệu quả nhất. Ví dụ trong xu hướng tăng mà mình xác định đây nó là key level quan trọng, thì chúng ta sẽ vẽ chùm hết dâu nến lên. Ví dụ nếu đây là key level quan trọng thì chúng ta sẽ vẽ chùm hết dâu nến. Đây là key level quan trọng thì chúng ta sẽ chùm hết dâu nến. Đây là key level quan trọng của xu hướng giảm thì chúng ta sẽ vẽ chùm hết dâu nến. Ví dụ đây là key level quan trọng thì chúng ta cũng chùm hết dâu nến. Đây là key level quan trọng thì chúng ta có thể chùm hết dâu nến như sau. Đây, những cái cây nến có dâu gần với cái đường màu vàng này, gần cái mép hay là nhỏ thì chúng ta chùm nó lại hết với nhau. Ví dụ như đây thì chúng ta sẽ chùm hết dâu nến, toàn bộ dâu nến ở đây lại. Ở đây thì chúng ta cũng chùm hết dâu nến lại như vậy. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ chùm dâu nến ở đây. Đây thì chúng ta sẽ chùm lại hết dâu nến. Tương tự với trường hợp giảm giá thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ví dụ đây thì chúng ta cũng chùm dâu nến của xuống giảm. Đây chúng ta cũng chùm hết dâu nến của xuống giảm. Ví dụ đây chẳng hạn thì chúng ta sẽ vẽ chùm hết những cái dâu nến li ti đây, chùm hết toàn bộ đây. Ví dụ như trường hợp này, nếu mà là key level quan trọng của xuống giảm thì chúng ta sẽ vẽ chùm hết, tại vì nó gần nhau thì mình sẽ, thường mình sẽ bao quát hết. Còn tại sao mình vẽ như vậy thì khi vào giao dịch thực tế, giao dịch ngược sóng hay những trường hợp phá kỳ khung về kỳ chính thì các bạn sẽ hiểu rõ được tầm quan trọng của nó. Cái này mình sẽ để một video khác mình sẽ nói. Và tiếp theo, có rất nhiều bạn đang thắc mắc và hiểu nhầm key level fake và key level chính và xác định hai key level này giống nhau, thì hãy cùng mình làm rõ nó nhé. Trong khuôn khổ video số 1 thì mình có đề cập về quy tắc điểm nến. Bạn nào chưa hiểu thì có thể xem lại video đó trước khi xem video này. Đầu tiên, hãy cùng mình đi vào phần lý thuyết trước. Giả sử xét cho một xu hướng tăng, giá tăng lên, hồi xuống, giá tiếp tục tăng lên, hồi xuống và tăng lên, thì liệu rằng cái đáy 1 hay cái đáy số 2 nó là key level quan trọng của xu hướng tăng này, cho thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước rồi, thì đối với trường hợp này thì có thể là đáy 1 và cũng có thể là đáy 2. Thì chúng ta cần thêm một điều kiện nữa để chúng ta xác nhận, đó chính là cái điều kiện giá đã phá qua cái đỉnh đầu tiên hay chưa. Nếu cái đỉnh số 2 chưa phá qua được cái đỉnh số 1 thì lúc đó cái key level quan trọng của thị trường đó chính là cái key level số 2. Còn cái đáy 1 này nó chính là cái key level fake của xu hướng tăng. Và lúc đó cấu trúc thị trường các bạn có thể hiểu như sau: giá đi lên, đi xuống và đâm thẳng lên trên. Chính vì vậy nếu cái đỉnh số 2 chưa phá qua đỉnh số 1 thì bất kỳ những cái đáy nào tạo trong cái vùng giá từ cái đường màu vàng đổ xuống cái đáy số 2 nó đều là key level fake. Các bạn lưu ý, trường hợp số 2, nếu cái đỉnh số 2 này nó vượt qua và phá qua cái đỉnh số 1 theo quy tắc điểm nến hoặc theo các trường hợp lọc nhiễu đặc biệt, thì khi đó thì cái key level số 2 này ngày trước nó là cái key level quan trọng, nhưng bây giờ cái key level số 2 này nó đã chuyển lên trên cái key level số 1, và bây giờ cái key level quan trọng nó chính là cái key level số 1. Và khi đó nếu chúng ta set up một cái kèo hợp lưu chẳng hạn thì chúng ta sẽ đặt SL ngay dưới tại cái key level quan trọng số 1. Nói tóm lại, để chúng ta có thể xác định được đúng và đủ key level thì chúng ta cần thêm một yếu tố nữa là cái đỉnh ở trên nó đã phá qua cái đỉnh đằng trước nó hay chưa. Nếu phá rồi thì cái key level quan trọng nó sẽ là số 1, còn nếu chưa phá thì cái key level quan trọng nó vẫn là số 2. Và bây giờ hãy cùng mình đi vào một số ví dụ dưới đây về key level fake để có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ đầu tiên, liệu rằng đây nó chính là key level quan trọng của xu hướng tăng hay key level quan trọng của xu hướng tăng nó nằm ở bên trên. Thì đối với cái trường hợp này, chúng ta thấy giá nó hồi lại rất là đẹp, hồi lại 1 cây, 2 cây, 3 cây,
thì chúng ta sẽ xác nhận lại ở khung thời gian nhỏ hơn theo quy tắc điểm nến là khung M15. Và khi chúng ta vào M15 thì chúng ta thấy nó hồi lại theo đúng quy tắc điểm nến là cây nến đỏ là cây nến số 1. Và mình vẽ đường ngang ra, những cây nến phá qua bằng dâu nến thì mình sẽ tích tiến nó xuống luôn. Và đây là cây nến số 2 phá qua bằng thân, và rất nhiều cây nến tiếp tục giảm xuống. Thì rõ ràng đây là hồi thật rồi. Còn trường hợp giá phá thật qua cái đỉnh cũ ở đây, nó phá qua rất là đẹp, thì rõ ràng đây nó chính là cái key level quan trọng của xu hướng tăng. Còn tất cả những cái đáy nằm từ cái đỉnh cũ ở đây về đến cái key level quan trọng, nó chỉ là cái key level fake mà thôi. Nên các bạn lưu ý là khi chúng ta setup một kèo buy hợp lưu ở đây chẳng hạn, thì chúng ta phải đặt cái cắt lỗ ở dưới key level quan trọng, nó mới là cái điểm an toàn nhất. Và đây nó chính là cái key level fake. Tại vì sao? Tại vì giá nó chưa phá qua được cái đường màu vàng. Còn nếu trong cái trường hợp này giá nó đã phá qua cái đường màu vàng và nó hồi lại xuống bên dưới, thì đây nó không còn là key level fake nữa. Và đây lúc đó nó đã chuyển thành key level chính. Tiếp theo hãy cùng mình đi vào ví dụ số 2, liệu rằng đây nó có phải là cái key level quan trọng hay không. Thì nếu đây là key level quan trọng thì giá phải hồi thật và giá phải phá qua thật. Thì mình sẽ kiểm tra rằng giá nó đã hồi thật chưa. Còn trường hợp phá qua thì rất là rõ rồi, giá hồi lại bằng một cây nến. Và mình sẽ vẽ đường màu ngang ra. Và cây nến số 2 là cây nến phá qua bằng thân nến. Và cây nến số 3 ở đây rất là đẹp. Và cái trường hợp hồi này thì chúng ta cũng đóng khung nó lại để chúng ta xác nhận lại vào khung thời gian nhỏ hơn một bậc là M15. Đối với M15 thì nhìn quá đẹp rồi. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng giá đã hồi thật và giá đã phá thật. Vậy đây là có thể là cái key level quan trọng của xu hướng giảm. Và ở trong trường hợp này giá nó phá qua cái đường màu vàng, nhưng nó phá qua nó đi lên luôn, nó không phá theo quy tắc điểm nến của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta xác định luôn đây là chính là cái key level quan trọng. Còn những cái key level hay những cái đỉnh được tạo ra bên trong cái ô màu vàng ở trên và đường màu vàng hay cái đáy ở đây thì nó đều là key level fake. Và trong cái trường hợp này thì mình sẽ vẽ cụ thể key level fake ra. Thì đây nó chính là một cái key level fake. Và đây nó cũng là cái key level fake của xu hướng giảm. Và trong trường hợp này cấu trúc thị trường nó sẽ đi như sau: giá đi xuống, đi lên và đâm một mạch thẳng xuống. Chính vì vậy khi chúng ta setup một kèo sell ở đây thì chúng ta phải đặt SL trên cái key level quan trọng, nó là nơi an toàn nhất của bên bán. Ví dụ số 3, liệu rằng đây có phải là cái key level quan trọng của xu hướng tăng mình set nhỏ ở đây hay không? Nếu đây là key level quan trọng thì giá phải phá qua đỉnh cũ. Thì đầu tiên chúng ta set là giá đã hồi thật hay chưa. Giá hồi lại bằng 1 cây nến, 2 cây nến và 3 cây nến rất là đẹp rồi. Và giá đã phá qua thật hay chưa? 1 cây nến, 2 cây nến và cây nến số 3. Chính vì vậy mình sẽ xác nhận lại ở khung thời gian nhỏ hơn một bậc là M15. Đối với M15 chúng ta thấy giá hồi lại rất là đẹp rồi và giá phá qua. Và đây là cây nến xanh nhỏ nhỏ, đây là cây nến số 1. Và tiếp theo mình tích tiến dâu nến lên. Và đây là cây nến số 2, cây nến số 3. Vậy rõ ràng đây nó đã từng là cái key level quan trọng. Tiếp tục giá đã phá lên rồi và hồi lại một cây nến, hai cây nến, thì có thể là cái key level đã chuyển từ dưới này lên trên rồi. Và mình sẽ kiểm tra rằng giá nó đã hồi lại thật hay chưa bằng cách kiểm tra bằng M15. Thì ở trong M15 thì chúng ta thấy giá nó hồi lại cực kỳ đẹp rồi. Và giá nó cũng phá qua cái đỉnh cũ này rất là đẹp rồi. Chính vì vậy mình có thể kết luận rằng cái key level quan trọng đã rời từ cái đáy này lên đến cái đáy ở bên trên. Và đây nó chính là cái key level quan trọng mới của xu hướng tăng. Cùng mình đi vào ví dụ tiếp theo, cặp EZ. Đầu tiên có thể đây nó chính là cái key level quan trọng của H1. Vậy bây giờ mình sẽ xác nhận lại bằng cách là giá nó đã phá qua cái đáy cũ ở đây hay chưa và đã hồi thật hay chưa bằng cách xuống khung M15. Ở M15 chúng ta thấy hồi rất là đẹp rồi và giá phá qua cũng rất là đẹp rồi. Cây đến 1, cây đến 2, cây đến 3, đến 4. Chính vì vậy mình có thể kết luận rằng đây chính là cái key level quan trọng của M15. Và trong cái biên độ màu vàng đây,
và đến cái bên lỗ màu vàng ở bên dưới, thì những cái key nó tạo ra bên trong thì đều là key fake. Ví dụ đây là chính là cái key level fake của 15. Và tiếp tục, thị trường có xu hướng hồi lên, và chính vì cái đáy này nó đã phá qua cái đáy trước nên cái key level chính nó đã rời từ trên đỉnh này xuống bên dưới đây, và đây bây giờ nó là cái key level chính, tại vì cái đáy này nó đã phá qua cái đáy số 1 ở đây. Và bây giờ mình sẽ xác nhận lại đây có phải là cái key level chính thực sự hay không bằng cách giá đã hồi thật hay chưa, bằng cách xuống M15. Ở M15 thì giá hồi lại 1 cây, 2 cây, 3 cây, rất là nhiều cây rồi. Và giá nó đã phá thật qua cái đáy này hay chưa? Thì chúng ta thấy giá nó phá qua 1 cây, 2 cây, 3 cây. Và chúng ta xác nhận lại thì rõ ràng đây là phá qua rất là đẹp. Và chúng ta có thể hiểu rằng key level của 15 đã chuyển xuống đây. Và có thể hiểu cấu trúc thị trường nó sẽ đi như sau: đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên và đi xuống dưới. Và đây nó chính là cái key level quan trọng của H1. Giả sử nếu chúng ta sẽ đặt một kèo sell ở H1 thì chúng ta sẽ đặt điểm cắt lỗ ở trên cái key level quan trọng của H1 là nơi an toàn nhất. Và bài hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách xác định và lọc nhiễu key level chính và key level fake. Thì ở bài tiếp theo số 3 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc nhiễu về xác định key level chuẩn và key level nhiễu theo từng trường hợp riêng biệt, cụ thể, chi tiết để các bạn có thể là lọc nhiễu rõ ràng và tốt nhất trong cái biểu đồ giao dịch, hoàn thiện cái biểu đồ giao dịch của các bạn. Và hẹn gặp tất cả các bạn ở một video mới tới đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.